Hello, xin chào tất cả các bạn đã trở lại Trầm Professional. Thì nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái sản phẩm mới của mình nha các bạn. Thì loại này là máy rót rượu mà sao ly nha các bạn, tự động sao ly. Thì cũng có mấy các bạn yêu cầu mình làm thì mình làm với cái này là nó làm lâu lắm nha các bạn. Giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem. Các bạn mà đăng ký kênh đi, mình sẽ có clip hướng dẫn làm cái này. Ok các bạn. Let's go. Thì loại này là loại rót tự động 6 ly nha các bạn. Loại này mình cũng sử dụng chui sạc 30mAh nha các bạn. Thì cũng xài pin 3.7V. Trong này thì hai cục pin nha các bạn. Cũng dùng chiếc áp kim tắt mở nguồn nha các bạn. Này công tắc. Thì loại này là mình cái đế thôi nha các bạn. Cái đế thôi, nó sẽ truyền ống ra để hút phần rượu vô. Các bạn có thể để cái máy này ở trên bàn và truyền ống xuống dưới để hoặc vô bình rượu nha các bạn. Thì loại này mình không có làm cái bình rượu đi kèm, thì phiên bản sau chắc mình sẽ làm cái bình rượu đi kèm nằm kế bên nha các bạn, trên cái hộp này luôn. Thì loại này làm nó lâu nên giá nó cũng hơi đắt hơn xíu nha các bạn, làm cầu kỳ hơn xíu. Thì giờ bắt đầu mình mở nguồn rồi nhấn nút cho nó xây thử cho các bạn xem ha. Bạn bật nguồn này, cái nó kêu cách là mở nguồn nha các bạn. Khi bạn muốn tắt thì các bạn dây về kêu cạch luôn là tắt nha các bạn. Thì nhấn nút này một cái là tự động nó xây. Khi các bạn để ly vô nữa tới chỗ nào thì nó rót chỗ đó. Xây tới đủ một vòng thì nó ngưng nha các bạn. Thì cái phiên bản này nè các bạn muốn làm á thì mình sẽ làm một clip hướng dẫn các bạn làm. Các bạn hãy đăng ký kênh để đợi cái clip hướng dẫn mà làm cho dễ các bạn. Thì mình để ly vô nha các bạn. Để 6 ly vô. Nếu bạn không để 6 ly ở đây 4 ly cũng được nha các bạn để mấy ly thì rất mấy ly nha các bạn để đi xong thì các bạn nhấn nút này một cái. Lần đầu các bạn nó sẽ hút cho cái đủ cái lượng nước đó các bạn, tại là bơm hút các bạn phải bơm mồi một xíu. Đó. Thì lần đầu các bạn bỏ đi, tại vì lần đầu nó bơm chưa chuẩn, tại vì nó hút nước lên các bạn chưa đầy ống á. Này mình đang chỉnh nửa ly nha các bạn. Đây anh quay ngang cho bạn xem. Nên mình chỉnh lên cho gần đại liên nha các bạn. Thì các bạn muốn để rót 3 ly thôi cũng được nha các bạn. Chỉ cần các bạn để ly vô là nó rót thôi các bạn, còn không để ly thì nó không rót. Rồi các bạn nào có muốn nhu cầu mua loại này thì inbox cái số điện thoại trên màn hình của mình. Để đặt hàng nha bạn, tư vấn và đặt hàng. Chúc bạn xin clip vui vẻ, chào tạm biệt tất cả các bạn.